Để bên nào được nhỉ? Chỗ này chỗ để nước. Để bình nước ở đây là cái nó không bắn vào. Để những cái can nước gia đình lấy về là để kia. Để đây. Sau này là một cái cửa ra đây. Cái này thì nó hơi bí một chút, cho nên là mình mai kia mình làm cái nhé. Nhà vệ sinh ở đằng bên này thì mình sẽ mở cánh cửa này ra thì nó sẽ thông thoáng. Xin kính chào quý cô anh chị cùng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình vào thì mình có mua một con gà. Con này khá to nhưng mà đây. Hôm nay mình vào thì mình sẽ nấu xôi cho các cháu ăn quý vị nhé. Đây là 3kg gạo nếp, cả đậu xanh đây quý vị ạ. Vợ mình vừa mới ngâm xong. Cái này chẳng ngâm luôn à không? Cái gạo nếp này không ngâm luôn à? Hôm nay làm một món gà với lại xôi cho cháu Xính với lại cháu Giả ăn. Dép đâu con? Dép đâu? Đi lấy dép về mặc đi. À, em này hôm nay còn biết mặc dép này. Mình lớn là phải mặc dép rồi chứ. Ui dồi, ui dồi. Mời quý cô anh chị cùng theo dõi video của hai vợ chồng mình nhé. Đây cháu Giả này quý vị. Cái này là để một cái ca nước ở đây, mỗi lần mình múc nước sinh hoạt hay là cái nước để đổ cái nước ra đây quý vị ạ. Nói chung là cái nước để nấu cơm các thứ ấy ạ, cho nó đỡ loang ra cái nhà này. Nhưng mà cái thềm nhà này là mình làm cho nó vát trở sửa bên xuống bên dưới này rồi nhá quý vị nhá. Bếp này hôm nay mình đến thì mình mới chuyển vào trong thôi quý vị ạ. Chắc là bà sợ là chưa khô cho nên là mấy hôm nay khả năng là vẫn đun ở ngoài này. Cái này thì mình sẽ bảo bà dọn ra ngoài. Ở ngoài này hôm nay thì mình thấy nhà là cũng rất là sạch sẽ. Còn những cái vách mà nó cao như thế này thì đã được hôm nọ đã được mình với lại chú mua mọi người đổ lên cái bê tông lên như thế này rồi nhá quý vị nhé. Đây ạ, đây là chưa có những cái ấy chỗ là mình chưa bóc ra. Đây. Một chút nữa mình sẽ bóc ra luôn. Lấy cây phải có sàm đen về cậy cái những cái này ra mới được. Ui, cái dao nhọn hỏng đấy. Nó khá là chắc mà. Đây là những cái kẽ hở của căn nhà hai cháu thì mình đã được xử lý như thế này rồi quý vị nhé. Rút xung quanh hết cái vách này. Đây. Qua đây hết nhưng mà chưa có ai tháo thì hôm nay mình lên thì hai vợ chồng mình sẽ tháo ra luôn. À, bên này thì tháo ra này quý vị. Mình sẽ ra bên ngoài xem là như thế nào. Và đây chính là cái phần bên ngoài của cái căn nhà các cháu đây, khi mà đã được bột đá hôm nọ lát nền bếp cho các cháu ấy, còn thừa là mình đã lấy về đổ như thế này rồi quý vị nhé. Đây ạ. Bên này cũng đổ hết rồi quý vị ạ. Nói chung như thế này thì hạn chế được rắn rết hay là gà qué nó có thể là chui rúc vào những cái gầm này được ấy quý vị ạ. Còn đây là cái bếp đây quý vị. Hôm nọ là thừa cái bột đá nên là láng luôn cả bên này rồi quý vị nhé.
Đây như thế này thì hạn chế được nước nó bắn vào nhà. Còn đây là hai cái đường nước mà ở bên trong hôm nọ chú mua với lại chú lát nền đã làm một cái gờ lên cho nó nước nó đỡ chảy vào. Đi mặc dép vào, dép rồi. Đi mặc dép vào nhanh. Hôm nay cô với chú nấu xôi cho con ăn nhá, ăn thịt gà, ăn còng gà nhá, được không? Nha. Đói chưa? Con đói chưa? Hả? Đói xem nào, kiểm tra nào đâu? Đói chưa? Thí? Kiểm tra nào? Đói rồi à? Rồi, tí cô nấu xôi, nấu xôi cho ăn nhá. Ra xuống rồi. Cho bếp này mình vừa bảo cô là dọn hết ra ngoài quý vị ạ, vừa ấy xong. Chó ấy á, chó đồ xôi đây quý vị. Cái này thì ngâm rất là lâu, thì tại vì mấy hôm nay trời mưa nhiều ấy, thì mình không đi vào những cái hoàn cảnh khác được. Hoàn cảnh khác toàn là đường đất, thì mỗi ngôi nhà hai cháu là cái đường bê tông nó về đến tận dưới nhà kia, mình còn phải để xe dưới nhà quý vị nhé. Thì tranh thủ trời mưa mình vào đây để chăm sóc cho hai cháu. Nói chung là khoảng tầm cứ mưa là mình vào đây ở với hai cháu, thì hai vợ chồng mình thì cũng không có cái gì nhiều. Nói chung là đây là toàn là tiền của các mạnh thường quân mình lấy vào đây để nấu cho các cháu ăn thôi quý vị ạ. Đun ăn vào nhanh một tí. Sủi ơi. Để đi thịt gà đó. Chị đang dòng nước xuống nhà của hai cháu đây quý vị. Đây là cái nhà cháu mồ côi đây. Thì mình sẽ lên đây và chia sẻ luôn cho quý cô bác anh chị cũng biết là cái đường dẫn nước đây là khá là xa. Bể nước đây rồi quý vị ạ. Cái này thì rơi vào khoảng tầm 35-40 mét gì đó. Thì sau này các cháu nếu mà lấy nước thì đi nó cũng rất là vất vả. Các cháu còn nhỏ ấy, thì mình sẽ mua một cái tét nước để dưới kia. Có dây dòng như thế này xuống thì nó sẽ ấy hơn. Nó sẽ thuận tiện hơn cho các cháu ấy quý vị ạ. Đây là cái vòi cắm vào đây quý vị nhé. Thì nhà các cháu là cái nhà máy trắng kia. Còn đây là cái bể nước của hầu hết là cái khu bên dưới này quý vị ạ. Hôm nay thì mưa rất là nhiều. Chắc là chút nữa sẽ lại mưa tiếp đi. Và đây chính là cái vòi dẫn nước mà hôm lát nền mình đã mua vào đây quý vị ạ.
bây giờ là mình sẽ dẫn xuống dưới nhà để thuận tiện làm cơm cũng như là nấu xôi cho các cháu ăn. Cung đường lên nhà các cháu thì rất là sợ quý vị ạ. Trời mưa như thế này thì lên người đi bộ còn khó. À, mới ngã. Bữa xã mình mới ngã, hôm qua mình lên nhà chú mua về ấy. Thế là trời mưa cũng rất là nhiều. Về thì cũng bị ngã quý vị ạ. Nói chung là cái đường nó còn là kinh khủng hơn cái này, bởi vì nó có những cái đoạn cua gấp ấy. Thậm chí có chỗ mình là phải là tức là cho cái xe nằm xuống ấy để mình đùn xuống cho nó đỡ ghê, bởi vì là mình ngồi trên xe cũng không được mà phanh thì cũng không ấy, dắt cũng không xong ấy quý vị ạ. Cung đường này thì mình theo mình thấy nó còn có rãnh để đi. Theo cái rãnh rãnh bánh xe đi đây là nó còn dễ ấy. Mình cùng vào đây xem là bà xã mình nấu xôi cho các cháu đến đâu rồi. Hôm nay thì làm con gà với lại xôi. Tức là gà lấy về hấp xôi luôn đấy quý vị ạ. Hôm nay thì trời mưa nhiều, mình không đi đâu được thì tranh thủ vào đây để chăm sóc cháu Xính với cháu Già. Còn cái bếp vào đây đã được chuyển đi rồi nhá quý vị nhá. Chuyển vào trong kia rồi. Còn ở đây thì bếp ở trong, mặc dù có khói nhưng mà cũng rất may là nó không bay vào trong quý vị ạ. Đây là cái không gian ở ngoài căn nhà chính đây. Mình chỉ sợ là cái căn nhà bếp ấy nó hơi kín thì hơi nó sẽ bay vào đây quý vị ạ. Nhưng mà may là nó cũng gọi là bảo không cái khói nó không vào đây thì cũng không phải, nhưng mà nó rất là ít. Lúc nãy thì khói hết lúc vợ mình đun bếp ấy, nhưng mà cũng may là không sao. Nhưng mà hơi kín, nhưng mà mai mốt mình làm cái nhà vệ sinh thì mình sẽ mở một cái cánh cửa ra bên ngoài hông thì nó sẽ thông thoáng hơn, là sẽ sáng hết cả cái nhà bếp này quý vị ạ. Hiện tại nhà bếp là vẫn hơi tối so với lại ở ngoài này sáng hơn này quý vị ạ. Đây là cái chỗ đồ xôi của gia đình mà hay đồ mèn mén ấy quý vị ạ. Thì các cháu ở đây thì không có cha có mẹ thì hai vợ chồng mình cũng rất là đặc biệt là thương các cháu, thì hôm nay vào thì cũng cùng các cháu ở đây cả một hôm, cũng như là nấu cơm nấu xôi cho các cháu ăn ấy, cho các cháu mừng quý vị ạ. Vì mình lên đây thì các cháu vui lắm. Nói chung là hai vợ chồng mình thì giúp đỡ thì chả được mấy, nhưng mà các cháu thì nói chung là không có cha có mẹ thì có người vào đây đùm bọc yêu thương thì giống như là có tình thương ấy, thì các cháu rất là mừng. Cái đây là cái gì? Cái để kéo. Kéo này. À. Ba cân thì chắc là cũng đồ nhanh thôi nhỉ. Tiếng không đến tầm 40 phút thôi. Nếu mà củi đều thì tầm 40 phút. Tại vì ở đây mà con tầm được mà ngô ấy. Củi lửa nó không được đều. Cái cây thừa này anh thấy vứt ở ngoài này đầy hết rồi. Cái cây mục này. Yeah.
Đây là dẫn ống nước từ trên chỗ mình vừa quay cái vị ạ. Đầy lắm. Con gà này 2 cân 3 nhỉ? 2 cân 3. 2 cân 4 bớt cho được 1 lạng. Tôi lấy cái danh sách ra đây để anh công bố cho mọi người cùng biết. Quý cô bác anh chị, cái số tiền còn lại của lần trước ấy là lúc mà làm bếp xong ấy là còn 23.134.000 đồng quý vị nhé. Thì sau đó thì anh Tuấn có những gửi một số tiền gọi là để mua đồ dùng học tập cho các cháu ấy, cho 2 cháu Xính với cháu Già. Cháu Già thì năm nay chắc là cũng chưa đi được quý vị ạ. Còn cháu Xính thôi là cộng thêm 1 triệu đồng đây, thì là tổng là 24.134.000 đồng. Thì đây mình sẽ lấy 24.134.000 đồng này mà trừ đi cái tiền mua đinh. Đây quý vị ạ, thì lần trước mình có tính công thợ các thứ ở đây hết, cả xi măng pô lô, nhưng mà mình có xin lỗi mọi người là mình quên chưa trừ cái tiền đinh mình mua đi nhé quý vị nhé. Mua 20 cây đinh 10 phân và lại 0,5 kg đinh 5 quý vị ạ. Tổng cái số tiền mà 24.134.000 đồng này là trừ số tiền hôm nay mình có mua vào cho các cháu là mua 3 cân gạo đây. Bằng 66.000, giá 22.000 đồng quý vị ạ, gạo nếp ý ạ. Một con gà là 2,3 kg nhân với giá 75.000 đồng. Nửa cân đậu xanh để làm với xôi quý vị ạ, làm xôi mà 19.000 đồng. Tổng hôm nay là 292.000 đồng. Thì mình sẽ lấy số tiền 24.134.000 trừ cái số tiền mà hôm nay mình đã mua đi là 292.000 đồng. Còn lại tổng của gia đình của 2 cháu mồ côi hiện tại là còn 23.842.000 đồng. Sau đây thì mình sẽ quay thêm một lần nữa cái danh sách ủng hộ của nhà 2 cháu mồ côi đây quý vị nhé. Quý cô bác anh chị nào quan tâm thì dừng lại màn hình để coi nhé. Và đây là cái danh sách mà mình đã được tổng rồi quý vị ạ. Thì cái chính là ở bên cái sổ chính này thôi. Đây là cái danh sách của các mạnh thường quân thôi ạ. Còn cái tổng tiền mà mình đã cộng của các mạnh thường quân thì mình vào cái sổ chính này rồi quý vị ạ. Các mạnh thường quân vừa rồi mình vừa quay cho quý các bác vừa xem ấy. Tổng tiền mà hiện tại còn dư của gia đình 2 cháu là 23.842.000 đồng quý vị ạ. Thơm mùi xôi quá quý vị ạ. Giờ mình sẽ mở ra xem là chín chưa nhé. Thơm quá. Chắc là chưa được. Với bằng này xôi thì chắc là các cháu ăn được hôm nay với lại tối, có khi sáng mai vẫn ăn được quý vị ạ. 3 cân xôi đấy mọi người, mà các cháu ở đây thì tại vì chưa được ăn bao giờ ấy, mình nghĩ là sẽ hết ấy. Nếu mà đến mai khả năng là hết. Chín chưa? Thử cho con gà một cái nhé. Mỗi là chín rồi nè. Thử gà em nào. Để đi tìm đũa lắm. Ừ. Cái đùi nó chóc ra này. Thế là chín đấy. Thế là ấy. Thơm nhỉ. Nhận. Tìm đũa. Ui dồi dừa rồi. Thoải mái. Dừa. Cái này sau này mình lấy đi xào lên nhé. Ừ, lấy cái đũa này đi xào. Đi trộn đảo lên. Anh tưởng là phải trộn trước chứ. Không. Như thế nó không ngon, trộn trước cũng được nhưng nó không thơm. Ôi cái xôi này loại đắt mà còn một loại 16.000 nữa.
Loại này 22.000 quý vị ạ. Một loại 22, một loại 25, một loại 16 thì mình lấy loại trung bình. Cái này xào xong rồi mới đảo trộn cái xôi này cùng không? Ừ. Đảo xong là mới lại bới cái xôi này lên để mình trộn cùng, như thế là nó mới thấm được gia vị. Không thì là nó không ngon. Ừ. Đến như này trộn cũng được nhưng mà không ngon. Thôi thì mình cũng không biết gì thì nghe các chị em thôi quý vị. Mỡ gà sao thơm hết này. Mỡ. Này thả muối xuống à? Có thả gia vị xuống. Mình lấy ít mì chính. Cái này cho mỡ. Không. Cho mỡ thì là sôi nó không để được lâu. Cho muối và cho dầu vịt muối thì sôi không để được lâu. À. Còn cho phải cho ít muối xuống thì sôi nó mới để được. Này không là để cho nó tơi ra là được mà, này khô hết khô nước là được. Hai vợ chồng mình làm món này cho các cháu mất buổi sáng. 1 giờ mới được giờ 1 giờ ấy nhỉ? 1:30 8 giờ. Giờ em chứ con trai chúng mua quý vị ạ, vì hôm nay chúng mua bận nên là không qua được ấy. Vừa gọi em sang đây là có cái gì mà nói chuyện với lại các với lại bà thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đói chưa con? Đợi chúng một tí nhá. Cháu đói đây quý vị ạ. Nhưng mà đợi một tẹo, còn nóng với lại cô trộn cái đã. Thơm mà. Có cả mỡ gà nó ăn giỏi đông đây sao nhỉ? Có mà, có mỡ gà thơm mà. Ừ. Gà này thành gà hấp rồi quý vị. Thơm phức. Lấy một ít cho gà. Từ đây để trộn lông à. Nó đói rồi mà. Ui dồi. Mất một miếng của già rồi. Cái này cái nước gà này quý vị, nước của con gà này mình nhỉ. Ui ba cân mà được nhiều nhỉ. Nhiều mà cái lớp này nó nở ra. Này các cháu chả ăn mấy ngày à? Nhiều quá, nhiều quá. Sôi đây để được mà. Để được nha, ý là nó hơi nhiều ấy. Bằng này là vừa này, còn trong nồi vẫn còn. Vẫn còn một nửa ít á. Tại vì bỏ ra để mình trộn luôn đấy, không rồi xong rồi trộn xong rồi cho vào. Cái này nếu mà sáng nay mình quên mỗi ít hành khô, có hành khô khi nữa thôi rồi. Cả sáu người thấy. Nè chị đọc tiếng công nha. Ít đỗ không? Mình là ít đỗ. Vừa nhỉ. Cái này mà ăn xôi không thì hơi ít đỗ, nhưng mà ăn xôi gà thì là như này là vừa, tại vì có đỗ thì nó đã không ngon mấy. Đói chưa con? Thấy đói chưa? Nghe đợi đợi cô một chút rồi. Nha. Tội quá, hay là cho nó một nắm đi. Còn nóng quá. Nhưng mà nóng lắm. Chúng ta chế quay nó lên này. Uống mát nó với một cháu.
Ngon không? Ngon không con? Đói. Đói. Dạ ơi, xin bảo là không nấu cơm để tí nữa không cơm. Ăn tạm thôi, tí nữa chú chặt thịt gà ra xong thì ăn với bát. Ăn tạm tí nữa, chờ tí nữa. Nóng quá. Rồi, mình chặt thịt gà đi. Ừ. Trước tiên là phải làm hai cái còng này cho hai cháu ăn đã quý vị. Dừ hết rồi. Có quá. Hả? Có, tí chặt cái này đi. Có, chặt để đi em. Không chặt. Ồ, đi không mày. Phải... To chắc gì đã đủ ăn. Chặt hơi cái nhọn kia đi, đấy như này xong là dốc cái này ra. Rồi, hai con ngồi xuống. Này, cái này cầm cũng được. Sướng thế nhỉ. Đây, xin chú chứ. Ngồi bên đây nào, ăn xôi đi. Ăn đi con. To hơi to. Rồi ngon này. Ngon không con? Ngon không? Con nói đi. Nói chú nghe nào. Ngon không? Hả? Ngon không? Con chắc là chưa nấu xôi. Ai nấu xôi bao giờ ấy nhỉ? Đây. Thì hôm nay ai vợ chồng anh cũng thấy lên định thấy thương các cháu quá. Mấy hôm nay mưa thì cũng không đi đâu được, thì lên đây tranh thủ thời gian mưa đi chăm sóc các cháu mấy hôm. Lấy cho cháu này miếng thịt. Cầm tay thế. À, cái da cũng ăn được đảm bổ. Cái tay sạch không đây? Có. Mới rửa tay mà. Bé tí xíu này đã khá ăn được này quý vị. Như cháu nhà mình thì không bao giờ. Rất là ngon. Không biết là thịt có ngọt không? Ngọt mà, lúc ấy cho gia vị xuống mà. Thịt mà. Ừ. Đấy cho ít ít bột canh, ít mì chính vào trong trong con gà đi rồi nên là nó vẫn ngọt mà. Con về đây ngồi, ăn. Ngồi đây này. À lấy ghế, lấy ghế. Lấy ghế.
không có cái gì cho cháu cầm lấy tay được không? À, cháu không có cái gì thì... À, đây. Đấy, cháu nó còn đang ăn. Để đến đây này, đến đây con ạ. Đến đây tí nữa ăn hết lại. Ờ. Đây là cháu hàng xóm nhà, có các cháu nhỏ thì nói chung là ai cũng thế thôi quý vị ạ. Thả xuống bát này này, thả sôi xuống bát này, thả sôi này xuống bát này, cầm tay ấy rồi ăn được đũa chưa, ăn đũa được chưa đây. Đây con hết thì con lấy thịt ở đây nhá, đây này. Thì này tí bảo bà bảo là cất đi để tối ăn cơm vào đấy chứ ạ. Để tối cho mấy đứa ăn cơm vào đấy. Ăn đi con, ăn xong cơ còn thèm thì lại lấy đây nhá. Đây này, vẫn còn đây này. Cháu chắc không dùng ấy quen sao đi lấy thìa, đi lấy thìa. Không biết dùng đũa hay sao. Mất tiền không bố? Mất tiền nha. Mất tiền. Có hai cháu được, có hai thiều. Vẫn là bị điện ra này. Vẫn là hay. Ăn như nên anh ăn hết bát này, ăn bát nữa. Còn nhiều lắm, hôm nay cô chú nấu nhiều lắm con ạ. Tha hồ hôm nay ăn, mai ăn còn chưa hết.
Lấy thêm con nhá. Lấy thêm, lấy thêm. Ờ, con khác đơm đấy. Ăn thêm thịt thì con cứ lấy đây. Đây chú cầm chưa? Con cầm cho chú để chú xúc chú. Ui. Rồi, ăn hết này lấy, ăn hết này. Cái này thì mình sẽ bảo tí nữa gia đình cất đi để tối nay cho các cháu ăn quý vị ạ. Xôi thì rất là nhiều, trong này vẫn còn nữa quý vị nhé. 3 cân nhưng mà các cháu ăn không hết được. Cái này phải 2-3 hôm. Rất là cảm ơn quý các anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả khán giả đã cùng nhau chia sẻ những thông điệp rất là ý nghĩa đến gia đình của các cháu, cũng như là ủng hộ kênh của mình với lại các cháu đây. Có một cái căn nhà khang trang, cũng như là có một cái con vật nuôi, con bò, hoặc là những cái nền nhà đã được lát sạch sẽ như thế này rồi. Bây giờ các cháu được ăn uống này thì bản thân mình cũng như là của tất cả mọi người theo dõi được video thì cũng phần nào cảm thấy được hai cháu được ấm no thêm phần nào. Thì mình cũng không dám mong gì hơn, chỉ mong là các cháu ngày nào cũng được, không được như thế này thì cũng có được một cái bữa cơm, hoặc là có một cái tình thương đến hai cháu thôi. Video của mình có lẽ cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Còn bây giờ thì cũng muộn rồi, hai vợ chồng mình cũng xin phép làm về. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Đây là cháu nhỏ, đây là bát thứ hai quý vị nhé. Cháu xính chuẩn bị bát thứ ba quý vị. Ba bát. Các cháu chắc là cũng nói chung là bữa xôi thì cũng không có cái gì cả. Vợ chồng mình chỉ có mất một buổi sáng để có cháu được ăn một cái bữa nó ngon lành như thế này. Còn là thực ra hai vợ chồng mình thì cũng không góp được cái gì cho các cháu cả. Chỉ có bỏ công, bỏ sức đi để chăm sóc các con thôi. Còn lại thì các Mạnh Thường Quân cũng như là khán giả đã chia sẻ cái những cái bữa cơm rất là ngon này đến cho các cháu đây quý vị nhé. Rất là cảm ơn mọi người.